Em yêu anh Dexter à, em thực sự rất yêu anh. Nhưng em chỉ là không thích anh nữa. Em xin lỗi. Anh là một tên chỉ thích sự mập mờ, một tên phong lưu và không bao giờ có một người bạn gái chính thức. Nhưng đối diện với tên cha nam như này thì đối với một cô gái như Emma thì không từ bỏ anh được. Yêu thầm anh ta 15 năm. Nếu như bạn tin giữa nam và nữ có tình bạn đơn thuần thì không chừng sau khi xem xong bộ phim này lại có suy nghĩ khác. Một buổi tối sau buổi lễ tốt nghiệp vào 16 năm về trước, Emma đi theo sau chàng trai mà cô đã yêu thầm 2 năm đó là Dexter. Sau khi mọi người đã rời đi hết thì Dexter mới chú ý đến Emma. Lúc này khi không còn ai nữa, anh chủ động ngỏ ý muốn đưa cô về nhà. Nhưng trong lúc trong người cả hai đều đã có hơi men của rượu, vừa bước vào cửa Dexter đã hôn Emma. Đến đoạn quan trọng, Emma gấp gáp kêu anh dừng lại và căng thẳng trốn vào WC để điều chỉnh lại cảm xúc. Nhưng khi cô chuẩn bị xong và bước ra thì Dexter đã mặc lại quần áo và có ý muốn rời đi. Không khí lúc này vô cùng ngượng ngùng, vì để giữ lòng tự tôn cho Emma, anh vẫn quyết định ở lại. Giải quyết xong sự ngượng ngùng đó, hai người nói chuyện với nhau. Vô tình hai người trở thành bạn tốt của nhau và hẹn rằng vào 15 tháng 7 mỗi năm sẽ gặp nhau về kể cho nhau nghe những chuyện trong một năm đó. Đến ngày này dù hai người có ở bao xa cũng phải gặp mặt nhau cho bằng được. Một năm sau, Emma quyết định chuyển đến London để thực hiện giấc mơ làm nhà văn mà cô ấp ủ bấy lâu. Cô quyết định sẽ ở đây và làm một nhà văn thật tài giỏi. Còn Dexter thì muốn đi đến Paris để trải nghiệm cuộc sống. Trước khi đi, Dexter còn nhắc nhở Emma là đừng quên viết thư cho anh. Lại qua một năm nữa, mang theo hoài bão làm nhà văn nhưng giờ đây cây bút dần bị lãng quên. Áp lực cuộc sống khiến cho ngòi bút của cô bây giờ chỉ còn là ghi tên món ăn. Con trai của ông chủ muốn theo đuổi cô nhưng lần nào cũng bị cô từ chối bởi vì cô không thể quên được Dexter. Ngày 15 tháng 7 cô gọi điện qua cho Dexter và muốn nói hết ra những áp lực cuộc sống với anh, nhưng Dexter lại khuyên cô nên tiếp tục theo đuổi giấc mơ, hưởng thụ vui vẻ. Lời còn chưa nói xong thì đã hết tiền. Cô nói em nhớ anh trong lòng cô vẫn mãi không thể nói ra. Có thể cô cũng nhận ra sự đối lập giữa hai người. Ngày 15 tháng 7 năm 1991, Dexter vẫn luôn phong lưu như thế. Anh còn ở đoàn phim làm mưa làm gió, còn Emma vẫn trong bộ quần cũ đang dọn dẹp khổ sở. Anh đi tới nhà hàng tìm Emma, có thể nhìn ra cuộc sống của cô không hề dễ dàng. Emma nhìn Crash ở trước mặt nhưng lại cảm thấy vô cùng xa vời. Anh an ủi cô. Nếu như tôi có thể tặng cho cậu một món quà tôi tận tâm chuẩn bị. Cậu có biết tôi sẽ đưa cậu thứ gì không? Tự tin, không thì có thể là nến thơm. Của đây nào. Lại thêm một cái 15 tháng 7 nữa, Dexter đưa Emma ra ngoài dã ngoại. Vì để giữ gìn tình bạn trong sáng, bọn họ đưa ra 3 quy tắc: chia phòng ngủ, không đùa cợt, không đụng chạm. Bọn họ cùng nhau tắm nắng trên bãi cát, cùng nhau làm loạn trong phòng, âm thầm ngồi uống rượu nói chuyện bên bờ biển. Bọn họ làm hết những điều mà các cặp đôi yêu nhau thường làm nhưng bọn họ lại chẳng là gì cả. Tối đến hai người cùng nhau đi dạo bên bờ biển, Dexter lập tức cởi bỏ quần áo và nhảy xuống. Emma uống một ngụm rượu lớn sau đó cũng nhảy xuống theo. Lúc này bốn mắt nhìn nhau, không khí vô cùng nồng cháy. Bộ phim tình cảm lãng mạn này được đánh giá vô cùng cao. Đây là một câu chuyện tình yêu dài 16 năm. Sau khi xem xong bạn sẽ biết được giữa nam và nữ liệu có tình bạn đơn thuần hay không. Hai người bốn mắt nhìn nhau trong nước, lời tỏ tình là sắp được nói ra. Lúc này Dexter thừa nhận đúng là bản thân từng xem xét việc qua lại với Emma. Lúc này cô vô cùng hồi hộp, tim đập nhanh không ngừng. Cô nhịn không được mà muốn tỏ tình với anh ngay, nhưng Dexter đột nhiên lại lật mặt. Vấn đề là đối với cô gái nào tớ cũng đều có một chút tình ý. Emma cảm thấy vô cùng thất vọng, hóa ra chỉ là bản thân tư đa tình. Cô chỉ biết cười để che giấu đi sự thất vọng trong lòng. Dexter vẫn là một cậu thiếu niên trẻ tuổi. Anh không muốn bất kỳ người con gái nào cản trở tương lai của mình và cũng không muốn Emma mãi ôm nỗi mơ mộng về mình. Có thể trong đoạn đối thoại này làm cho cuộc sống của hai người có sự thay đổi. Hai người hướng về hai hướng vô cùng đối lập. 3 năm sau, Dexter làm MC trong một chương trình vô cùng dung tục, thành công lấy được cả tiền tài và danh tiếng, lúc nào cũng bay nhảy trong ba. Anh chìm đắm vào cuộc sống phong lưu của mình. Mẹ anh trong lúc này cũng mất, bố thì càng thêm khó chịu với anh. Trong lúc tâm trạng sụp đổ nhất, Dexter chỉ đành gọi điện thoại cho Emma. Cậu không có ở đây à? Tớ nhớ ra rồi, tối nay cậu có buổi hẹn. Tớ chậm một bước rồi. Được rồi, sau khi nhận được tin này cậu có thể gọi lại cho tớ được không? Tớ chỉ muốn tìm người để nói chuyện. Lúc này Emma đã quyết định hẹn hò với Kun, con trai của chủ cửa hàng trước. Hiện tại cô cũng đã làm giáo viên. Buổi biểu diễn văn học của cô diễn ra vô cùng thành công và còn chuyển đến nhà mới mua với Kun. Nhưng cuộc sống này đối với Dexter lại vô cùng khó chịu. Có khả năng nhưng đâu có nghĩa là có thể giấy. Lần này Emma thực cảm thấy tức giận rồi. Người đàn ông trước mặt đã không còn là cậu thanh niên phong độ của năm đó nữa. Tớ biết bởi vì mẹ cậu gặp chuyện nên cậu rất buồn. Tớ biết, nhưng tớ cũng có chuyện cần nói với cậu. Tớ bị nhốt trong căn phòng đó với một người đàn ông tớ không hề có tình cảm. Nếu như tớ không thể nói với cậu vậy thì ý nghĩa của cậu ở đâu? Tình bạn của chúng ta ở đâu? Tớ yêu cậu, Dexter, tớ yêu cậu rất nhiều. Nhưng chỉ là tớ không thích cậu nữa rồi. Thời gian chớp mắt lại qua 3 năm nữa. Emma biết bản thân vốn dĩ không thể quên đi Dexter được. Cho dù xảy ra chuyện gì thì cô vẫn mãi yêu anh. Quay trở về nhà, Kun và cô đã quyết định chia tay. Sau đó cô bắt đầu nghiêm túc viết văn. Mà Dexter ở một bên khác cuộc sống lại không hề dễ dàng.
Anh bị công ty sa thải, sự nghiệp trong phút chốc sụp đổ, nhưng anh vẫn quyết định cùng với người bạn gái hiện tại kết hôn. Dexter và Emma một lần nữa gặp lại nhau là trong buổi lễ kết hôn của một người bạn cũ. Anh không biết rằng người phụ nữ trước mặt đã yêu thầm anh suốt 15 năm. Anh đưa một tấm thiệp cho Emma và nói bản thân sắp kết hôn rồi. Emma chạy đến ôm lấy anh một cách hạnh phúc, miệng cười nhưng trong lòng cô lúc đó lại là một mớ hỗn độn. Không lâu sau, số phận của hai người như một trò đùa lớn. Dexter trở thành một ông bố bỉm sữa, nhưng vì áp lực cuộc sống anh đến một nhà hàng của một người bạn để làm thêm, nhưng vợ anh lại phụ bạc đi ngoại tình với người bạn đó. Anh ly hôn rồi. Ngày 15 tháng 7 năm 2003, một người với cuộc sống khó khăn như anh đang ngồi xe lửa để đi đến London. Lúc này thì Emma đã trở thành một nhà văn lớn. Trên xe còn có bạn nhỏ đang đọc tác phẩm của cô. Xe lửa cập bến, Emma đứng đợi anh ở trước cửa. Lúc này Dexter ngốc nghếch vẫn nghĩ rằng Emma còn đợi anh. Vừa định tỏ tình thì cô đã cắt ngang. Cậu yêu rồi, đây là một chuyện rất khó chấp nhận sao? Một người đàn ông, là một người đàn ông. Ok, được rồi, là một người đàn ông, tớ hiểu rồi. Sau đó bọn họ cùng nhau đi đến phòng làm việc của Emma. Nhắc đến chuyện vào đêm hôm tốt nghiệp năm đó, Dexter vẫn không can tâm mà nói, chúng ta hẹn hò đi. Emma lắc đầu nói, tớ đã từng đợi cậu nhưng đó là chuyện của vài năm trước rồi. Cô không muốn nhắc đến nữa và còn nói đưa anh đi đến gặp bạn trai của cô. Cô tức giận đóng mạnh cửa nhưng lại bình tĩnh lại để Dexter không nhìn ra, mà anh ở bên ngoài cầm lấy bức ảnh của người đàn ông kia vo tròn lại. Nhưng trong tim anh biết rằng rời xa mới là lời chúc phúc tốt nhất với cô. Anh đứng từ xa nhìn Emma và bạn trai thân mật tiến vào quán cà phê, sau đó liền âm thầm rời đi. Đợi đã, Dexter, tớ nghĩ rằng tớ có thể quên được cậu rồi. Nếu như cậu dám lừa dối tớ, Dexter, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, tớ sẽ làm cho cậu thất vọng. Tớ sẽ không như thế đâu, cậu thề chứ? Tớ thề. Cứ như vậy hai người cùng nhau trải qua cuộc sống tuyệt vời trong 3 năm. Nhưng vào ngày 15 tháng 7 năm 2006, hạnh phúc đột nhiên vụt tắt. Emma đạp xe đi, cô muốn mua cho Dexter một món quà kỷ niệm. Nhưng ngay sau đó thì Emma hoảng sợ nhìn thế giới trước mặt. Hạnh phúc của cô đến quá muộn nhưng lại rời đi quá sớm. Dexter một mặt hạnh phúc cầm lấy điện thoại xem đoạn tin mà Emma gửi đến. Nhưng thứ anh nhận được lại là sự cách biệt trời đất. Emma mất đi làm cho anh biến thành một cái xác vô hồn. Vỡ cũng không nỡ nhìn thấy anh trở thành bộ dạng như này nên đưa anh về nhà bố ruột. Con có thể làm được một chuyện tốt. Đó là giống như khi còn có mẹ bên cạnh, sống một cuộc sống thật tốt, con biết chứ. Con không chắc con có thể làm được. Con đương nhiên có thể, con nghĩ rằng bố 10 năm qua sống như thế nào? Xem xong câu chuyện của bọn họ, nước mắt đã không ngừng rơi. Không cần biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì mà hãy sống tốt ngày hôm nay. Một năm một ngày, khung cảnh thay đổi nhanh chóng, thời gian chính là trôi qua như thế. Một nửa bạn một nửa tình, dùng mười mấy năm để chờ câu yêu. Đời người chắc chắn sẽ trải qua một đoạn tình cảm như thế. Thứ khiến người ta nhớ mãi không quên là thứ mà ta không có được và thứ mà mình làm mất đi.